Một bản tin khác cũng liên quan đến Trung Cộng. Kính thưa quý vị, Tòa án Trung Cộng kết án 3 nhà dân chủ 11 năm tù giam về tội âm mưu lật đổ. Một bản tin đến từ Quảng Đông Hoa Lục. Một phiên tòa diễn ra tại miền Nam Hoa Lục ngày hôm nay đã kết án 3 nhà vận động nhân quyền, tổng cộng 11 năm tù giam về tội danh vọng có âm mưu lật đổ bất chấp sự chỉ trích đàn áp của các tổ chức xã hội dân sự dưới thể chế của Tập Cận Bình. Ba người này gồm luật sư vận động nhân quyền là Tan Xin Linh cùng với hai nhà tranh đấu khác là Doan Xin Tinh và Quan Xuyên Jin. Tòa án Quảng Châu kết án từ 3 cho đến 5 năm, 3 năm rưỡi và 2 năm rưỡi tù giam tại phiên tòa diễn ra vào ngày hôm nay. Đông đảo cảnh sát mặc đồng phục đã thiết lập một hàng rào phía trước tòa án để ngăn chặn hai nhà ngoại giao của Hoa Kỳ và Đức tới tham dự phiên tòa. Ông Thang, 44 tuổi, thành viên của một tổ chức nhân quyền đại diện giới công nhân, dân làng và người bị áp bức, bị kết án âm mưu lật đổ chính quyền và phát hành sách nói về dân chủ. Vợ của ông là bà Wang Yanfan đứng bên ngoài tòa án nói rằng bà không chấp nhận bản án vô lý này vì ba nhà dân chủ không hề vi phạm pháp luật. Ông William Ni, tổ chức ân xá quốc tế tại Hoa Lục, phản đối bản án và cho rằng phán quyết của tòa án Quảng Châu là bất công.